Chào các bạn, hôm nay tôi đến vườn anh Lam Lê. Có một cây xanh đã hoàn thiện đặt ngay đầu cọng. Tôi quay cho các bạn coi. Cây này khá cao các bạn, phải cao tầm phủ bì từ cốt khâm lên, cốt khâm mặt chậu ấy, lên đến quả phúc tôi nghĩ phải tầm khoảng 1m7, 1m8 ấy. Vị trí để thì khá trang trọng. Đây là mặt sau của cây này các bạn. Đây, phần chân vệ. Cây này thì là đừng ngồi trên đá, gài đá. Cây cũng có tuổi. Tay cành bông tán thì hoàn thiện hết rồi. Bởi chỉ việc chơi mới lại cắt chi răm thôi, không phải làm gì, nên đâm ra là cũng không cần nuôi nữa. Cây thì làm theo dáng là đây, thân này. Vùng thân này cái khá là nhiều rễ, khá là nhiều rễ làm thân, rễ quấn xung quanh. Đây. Rễ này cũng bết bát rồi, lâu rồi. Đây, cái tay cảnh này. Ở đây không có thấy cái số điện thoại của chủ cây nên tôi không quay được. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn cứ đến chỗ vườn anh Lam Lê xem trực tiếp. Bởi vì tôi không thấy thông tin nên không quay để cho các bạn thông tin để các bạn giao lưu được. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm về trầm hương, xin mời đến showroom của Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Lê Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Hoặc tham khảo thêm các sản phẩm trên website hoanggiahanoi.vn, ojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.